sáng nay 3 tháng 4, Sở Y tế Bình Thuận đã công bố điều trị thành công đối với 7 trường hợp bị nhiễm COVID-19 sau khi có xét nghiệm 3 lần âm tính. Các trường hợp này sẽ được chuyển đến Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh tiếp tục cách ly, theo dõi. Các trường hợp được công bố khỏi bệnh gồm bệnh nhân 34, 37, 38, 40, 41, 42 và 43. Những bệnh nhân này ghi nhận nhiễm COVID-19 trong các ngày 10, 11, 12 tháng 3. Trong quá trình điều trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã tuân thủ theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Qua xét nghiệm, 7 bệnh nhân này đều có kết quả âm tính lần 3 và có sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, trong số này có một phụ nữ có con cũng mắc bệnh nhưng chưa được điều trị khỏi, nên xin ở lại cùng con cho đến khi con khỏi bệnh. Đại diện các bệnh nhân đã gửi lãng hoa cùng lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ tại khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau đó, 6 bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến cơ sở điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng của tỉnh Bình Thuận để cách ly và tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tới. Riêng 3 trường hợp còn lại, bệnh viện tiếp tục cách ly, theo dõi và điều trị. Cũng trong tối qua, Sở Y tế Bình Thuận cũng cho biết 86 trên 86 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Như vậy, đến nay, sau 22 ngày liên tiếp, tỉnh Bình Thuận không xuất hiện thêm ca nhiễm COVID-19 nào ngoài 9 ca xuất viện trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 3 vừa qua. Hơn 2.000 người liên quan đến các ca bệnh được ngành chức năng Bình Thuận khoanh vùng cách ly theo dõi. Hơn 1.250 mẫu xét nghiệm đã được lấy kiểm tra. Với những biện pháp khoanh vùng dập dịch quyết liệt, Bình Thuận đang cơ bản kiểm soát tốt dịch COVID-19. Khu cách ly có 21 hộ với 73 nhân khẩu. Trong 21 ngày khoanh vùng và cách ly vừa qua, các hộ dân nơi đây thực hiện nghiêm túc và phối hợp chặt chẽ với chính quyền. Người dân ở đây được kiểm tra sức khỏe thường xuyên, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và không phát hiện có ca nhiễm mới. Các hoạt động sinh hoạt của bà con vẫn được đảm bảo. Khi biết gỡ bỏ lệnh cách ly, tất cả người dân nơi đây đều rất vui mừng, phấn khởi. Sau khi ghi nhận 9 trường hợp mắc COVID-19, từ tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã quyết liệt khoanh vùng, cách ly 2 tuyến đường nói trên từ 0 giờ ngày 13 tháng 3 đến 0 giờ ngày 3 tháng 4. Khu vực này có gia đình 4 bệnh nhân mắc COVID-19, gồm bệnh nhân 38, bệnh nhân 40, bệnh nhân 42, bệnh nhân 43 sinh sống. Toàn bộ khu vực cách ly cũng được phun khử khuẩn liên tục. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được triển khai nghiêm túc đến từng hộ gia đình. Sau khi gỡ lệnh cách ly, chính quyền địa phương đã tiếp tục vận động người dân thực hiện tốt chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, sáng ngày 2 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần cuối những người dân trong khu cách ly phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết trước khi gỡ lệnh cách ly tại đây. 69 mẫu của 21 hộ dân trong khu vực đã được lấy và gửi về phòng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử real-time RT-PCR tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để xét nghiệm. Tất cả đều có kết quả âm tính.